trưa ngày 14 tháng 7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa toàn thành phố dẫn đến khan hiếm thực phẩm, kêu gọi người dân tích trữ hay lãnh đạo thành phố bị nhiễm SARS-CoV-2 là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Thành phố đang tập trung chủ động, quyết liệt xử lý các vấn đề nhằm tăng cường phòng chống dịch. Các hệ thống siêu thị của nhà nước mở bán độc quyền trong lúc dịch bệnh. Đây là thông tin sai sự thật trên một tài khoản mạng xã hội. Bởi thực tế, hệ thống siêu thị của các doanh nghiệp tư nhân như Vinmart, Kmart, Fivimart hay Lotte kinh doanh ở khắp các tỉnh thành phục vụ người tiêu dùng. Tài khoản mạng xã hội Việt Tân đăng thông tin: 2 triệu liều vaccine của Mỹ đã về đến Việt Nam, nhưng tiêm cho không đúng đối tượng theo quy định. Đây là thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vì Việt Nam có chính sách phân bổ vaccine rõ ràng. Việc phân bổ vaccine ưu tiên cho những cái vùng có dịch, và trong vùng có dịch như vậy thì ưu tiên cho những khu vực mà có dịch nhiều nhất. Thứ hai là ưu tiên cho những địa phương mà có nhiều cái khu công nghiệp. Thế rồi ưu tiên cho những cái địa phương mà nơi giao lưu đi lại, những cái vùng biên giới và tất cả những cái địa phương mà có nhiều yếu tố nguy cơ. Cũng trên tài khoản mạng xã hội này, cách vận hành phòng chống dịch bệnh trong khu cách ly tập trung bất hợp lý. Đây cũng là thông tin không chính xác. Thường trực của Ban Thường vụ có chủ trương giảm cái mật độ các khu cách ly tập trung ở trong nội thành. Hiện nay thì đang tích cực chuẩn bị ra các huyện và thị xã Sơn Tây. Đây chỉ là vài trong rất nhiều thông tin xuyên tạc về nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang nhanh chóng xác định các đối tượng vi phạm và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xử phạt theo quy định. Lực lượng chức năng như chúng tôi đã nhận diện đối với các đối tượng mà có cái âm mưu ý đồ cũng như là các hoạt động cực đoan manh động thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật, kể cả là pháp luật về hình sự. Mới đây, tỉnh Quảng Bình đã xử phạt 10 triệu đồng hai đối tượng tung tin giả trong nhóm Zalo về một trường hợp mắc COVID-19, khiến người dân địa phương hoang mang. Sự thật là trường hợp đó âm tính với SARS-CoV-2. Cách đây ít ngày, trên mạng lan truyền phiếu xét nghiệm của một người dân ở Cà Mau có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong khi thực chất trường hợp này âm tính. Hiện, công an tỉnh này đã khoanh vùng được người chỉnh sửa phiếu xét nghiệm, tiếp tục điều tra và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng đang phối hợp với các bộ ngành khác cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đưa những cái tin chính xác nhất, kịp thời nhất đến cho người dân để mà phản bác lại những cái thông tin giả. Theo các cơ quan chức năng, hiện có 4 nhóm thông tin giả lợi dụng tình hình dịch bệnh để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đăng tin sai về chính sách phòng chống dịch bệnh của Việt Nam, tung tin giả liên quan đến tình hình đời sống của nhân dân tại các vùng dịch thiếu hụt lương thực, xuyên tạc chủ trương của chính phủ kêu gọi người dân, tổ chức doanh nghiệp ủng hộ đóng góp vào quỹ phòng chống vaccine COVID-19 của chính phủ. Trước tình hình tin giả tràn lan, mỗi người dùng mạng cần tỉnh táo trước các thông tin không chính thống, cẩn trọng trước mỗi dòng trạng thái, bình luận hay chia sẻ.